Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Hành trình tâm linh, tức Kinh Trung Bộ bài thứ 53, Kinh Hữu Học, do Thầy Nhật Từ giảng tại Chùa Xá Lợi ngày 26 tháng 11 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe. Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dâng hiến. Xin thưa toàn thể quý thầy cô tri thức, sau khi học được 1/3 các bài kinh thuộc Kinh Trung Bộ thì bài kinh hôm nay sẽ là một trong những rất hiếm bài kinh giới thiệu về bản chất và giá trị của hành trình tâm linh, vốn có thể giúp cho một người phàm phu tục tử trở thành một con người thánh thiện, an vui và giải thoát. Hành trình tâm linh được hiểu trong nhà Phật như là một hành trình nội tại, khởi đi từ mảnh đất tâm, đi trên mảnh đất tâm, đích đến cũng là mảnh đất tâm. Vì điểm xuất phát, con đường đi và đích điểm cuối cùng là mảnh đất tâm, cho nên nó có thể nhìn như là một cái rất nhỏ và có thể nhìn như là một cái vô cực. Nhỏ thì không gì bằng, mà lớn thì cũng không gì hơn. Hiểu được cái nguyên tắc một là tất cả này thì con đường hành trình tâm linh sẽ được chúng ta thực hiện một cách dễ dàng và thành công. Tựa đề nguyên tắc của bản kinh là Kinh Hữu Học, nhằm ám chỉ cho những hành giả đang đi trên con đường hoàn thiện phẩm hành đạo đức. Sự hoàn thiện phẩm hành đạo đức đó được kết thúc bằng một quả vị thánh nhân, cho nên con đường đi đến đó được gọi là con đường tâm linh. Gọi là con đường tâm linh không phải là một sản phẩm tinh thần dành riêng cho những vị xuất gia tu tập, mà nó là cái cơ hội để tất cả mọi người cùng có thể được thưởng thức nếu ai có nhu cầu. Cho nên để thực hiện con đường tâm linh, tất cả mọi hành giả dù là tại gia hay xuất gia đều phải cắt bước tự mình trên con đường hành trì. Mấy chục bản kinh mà chúng ta học vừa qua đó như là một kiến thức nền tảng mang tính cách như là bản đồ, và bài kinh này đó dạy chúng ta những phương thức hành trì rất giản đơn, nhưng kết quả và giá trị lệ lạc đạt được của nó đó có thể vượt quá mức tưởng tượng của con người. Tức là hiệu quả của chánh pháp ở trong con đường chuyển hóa đó sẽ làm cho con người được thay hình đổi dạng từ tâm tánh phàm phu trở thành tâm tánh của một bậc thánh. Bài kinh bắt đầu bằng một sự kiện rất tình cờ. Dân chúng dòng họ Thích Ca xây dựng được một đại giảng đường quy mô nhất từ trước đến giờ. Vì nghĩ đến việc tạo ra một phước duyên cho cả dòng họ tộc, cho nên vị bô lão dòng họ Thích Ca đó đã thỉnh Như Lai đến khai chương cứu minh, tức là sử dụng cái đại giảng đường đó đầu tiên. Nhân cơ hội này, Đức Phật đã viện cớ lý do sức khỏe không tốt, yêu cầu người thị giả của Ngài là Tôn giả A Nan chia sẻ và giải thích về bản chất và con đường tâm linh để mọi người có thể đạt được. Nếu chúng ta để ý tính cách tác giả của bản kinh thì chúng ta sẽ hiểu rõ cái dụng ý của Đức Phật. Dưới trướng của Ngài còn có Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Ca Chiên Viên, Phú Lô Na, A Nậu Lô Đà,
là những bậc thánh tăng lỗi lạc. Tại sao Ngài không yêu cầu các vị này chia sẻ mà lại yêu cầu Ngài A Nan lúc đó vẫn đang còn là tính cách của một vị phàm phu? Ý Ngài muốn nói là con đường tâm linh đó ai cũng có thể đi được. Kiến thức về con đường tâm linh đó đó ai cũng có thể đạt được. Đừng nghĩ rằng nó là sản phẩm của những vị giác ngộ, là chỉ có những vị giác ngộ mới đạt được, còn ai là phàm phu tục tử thì khó có thể, khó có cửa để đi vào. Từ đó chúng ta thấy là bản kinh này giới thiệu con người Đức Phật với tính cách là lịch sử có thật, với những cái, những điều và những lời dạy rất giản dị và thâm sâu. Yếu tố của thần thánh hóa, những vần hào quang được tô xung quanh Đức Phật là không có. Như là người học bản kinh này sẽ cảm thấy gần gũi Đức Phật nhiều hơn, vì những gì Ngài làm được chúng ta có thể làm được. Trước khi giới thiệu về con đường tâm linh, chúng ta thấy bản kinh dạy chúng ta về một phương pháp tạo phước đức cho công trình. Khái niệm công trình ở đây có thể được hiểu cho tất cả những chương trình, sự nghiệp, kế hoạch, dự toán, đòi hỏi đến sự đầu tư và giá trị đóng góp của sự đầu tư này. Nó có thể rất lớn, nó có thể rất vừa, có thể rất nhỏ. Và muốn cho giá trị đóng góp nó lớn lắm, thì công trình đó phải có cơ hội được làm công quả. Cho nên không chỉ có con người mới gieo phước báo, mà công trình cũng cần được gieo phước báo trước khi nó phục vụ. Đây là cái phong tục tập quán của nền văn hóa Phật giáo rất hay, mà người đệ tử xuất gia của Đức Phật trong thời đại này nên truyền bá, và người tại gia nên được hành theo. Sự tạo dựng phước cho một công trình ở đây nó liên hệ đến dân tộc dòng họ Thích Ca muốn khai trương đại giảng đường lớn nhất từ trước đến giờ, và họ nghĩ rằng là không ai có phước báo lớn hơn Đức Phật, cho nên thỉnh Ngài sử dụng trước, rồi sau đó dân tộc Thích Ca sẽ dùng sau. Đức Phật đã im lặng nhận lời. Tức là các công trình muốn được đóng góp lớn là phải công tạo công ăn việc làm cho nó, chứ nếu để cho nó bị thất nghiệp thì uổng lắm thôi. Bây giờ chúng ta lại có khuynh hướng ngược lại, mua được một chiếc xe, lẽ ra chức năng của nó là để chuyên chở mình từ địa điểm này đến địa điểm khác, là nhiều người cưng nó đến độ ngày nào cũng đem ra lao và chùi. Đến những chỗ xe hơi dơ, đất hơi dơ, nước thì lên láng cổng nó đi, thay vì nó phục vụ mình trở thành phục vụ đó. Cứ để cho nó phục vụ, cứ để cho nó công quả, ba đề nó một đề ta, thì chúng ta sẽ có được khuynh hướng tách rời khỏi mọi sự chấp trước, quan niệm mọi thứ một cách rất là bình thường. Nếu vô thường có đến đối với nó, lòng tiếc nuối không diễn ra. Dân tộc Thích Ca đã trải nghiệm sắp chỗ ngồi, đặt các ghè nước, treo các cây đèn dầu thắp sáng, trang hoàng rất đẹp, lộng lẫy, nguy nga, thỉnh mời Đức Phật và tăng chúng mấy ngàn người vào giảng đường này. Sau đó họ nói là xin Ngài hãy làm những gì mà Ngài nghĩ rằng đó là hợp thể. Lời phát nguyện cúng dường trong tình huống này rất sâu sắc. Nhiều ngôi chùa nó phải thắt điên bắt đảo khi các Phật tử phát tâm cúng dường, là muốn xoay sở cái hướng của ông thầy phải đi theo cái quan niệm của mình. Rồi đến lúc mà các vị thầy cũng phải phương tiện quá, cho nên phải chiều theo. Do đó cái phước lực của người cúng dường trong tình huống đó sẽ bị giảm và mất đi nhiều lắm. Còn đây là họ đã dùng một cái ngôn ngữ xin Ngài hãy tùy nghi sử dụng vào những gì mà Ngài cho là thích hợp nhất. Tức là không có tính cách áp đặt, bắt buộc ở trong việc hiến cúng, vì sự phát tâm trong tình huống này là mình đã nhìn thấy được giá trị sử dụng của nó, giá trị phục vụ của nó. Cho nên không còn bận tâm nữa, vì lúc đó nó không còn là sở hữu của mình nữa. Còn người cúng mình nếu không có được cái tâm buông xả và phát bằng cái nguyện lớn như vậy đó, thì cứ để ý để tứ coi ông thầy nhận phẩm vật của mình ông sử dụng cái gì, theo dõi và thấy ông sử dụng làm sao ông cúng nữa. Rồi lúc ông đem đi cúng dường lại cho người khác, cái phẩm vật của mình lại được có cơ hội làm công quả lần thứ hai,
rồi người thứ hai đó lại để cúng dường cho người thứ ba, thì đó là có thêm phước lực lần nữa thì tốt thôi chứ sao. Nhưng thói quen của Phật tử là muốn cúng cho ông thầy là để ông thầy ăn thôi, chứ còn ông thầy đó không cho sa di, các chú tiểu, những người mới tập tu ăn vừa thấy không vui, tại vì mình chưa có được cái thái độ đứng đắn và hiểu được đạo lý của sự cúng dường là để mở rộng tấm lòng và không còn thấy cái sở hữu vật chất làm có gì quan trọng như là cúi cảnh, nó chỉ là một phương tiện để mang lại an vui mà thôi. Đức Thế Tôn đã theo truyền thống của chư Phật đắp y cầm bát đi đến cái giảng đường đó, trước khi vào thì rửa chân đàng hoàng. Thì phong tục của người Ấn Độ là khi vào một cái đền thờ, một cái chùa, một cái miếu gì đó là phải rửa tay rửa chân cho sạch sẽ và đi bằng chân không, không được băng dép. Ngài ngồi dựa vào một cái cột, mặt hướng về phía đông theo quy luật vật lý đàng hoàng, nó thuận theo chiều vật lý thì sức khỏe sẽ có. Trong cái đó toàn bộ đại chúng còn lại đó thì mặt hướng về phía tây, tức là đối diện với Đức Thế Tôn, trong khi đó cái lưng của họ là dựa vào tường phía đông. Đức Phật đã yêu cầu tất cả mọi người có mặt ở trong giảng đường giữ yên lặng để cho lời pháp thoại có được ngân vang, tạo một tiền đề như vậy đó, để cho những người nghe có sức tập trung cao và thừa nhận cái giá trị của lời pháp sẽ được ban tặng sau đó, và họ tưởng rằng đó là chính từ kim cổ của Ngài. Vì không ngờ Đức Phật cắt cớ nói là: thưa tất cả các vị, ngày hôm nay lưng của Như Lai đau nhức quá nè, Như Lai muốn nằm nghỉ chút xíu, thôi mời A Nan thay thế Như Lai để chia sẻ pháp thoại cho các vị. Cách nói của Như Lai là một bài pháp cho chúng ta. Có một số bản sớ giải cho rằng đây là cái giai đoạn mà dựa vào mô tả chữ đen của văn bản học đó, có thể hiểu rằng là Đức Phật đã ở cái tuổi bắt đầu xế chiều rồi. Ngài bắt đầu mỏi mệt, đau nhức, bệnh tật giống như bao nhiêu người lớn tuổi khác, cho nên Ngài đã không thể đủ sức khỏe để giảng bài kinh này. Hiểu như vậy thì đơn giản quá. Như Lai Thế Tôn mặc dù 6 năm khổ hạnh ép sát đã hành thân thể của mình, nhưng mà sau khi tìm được con đường trung đạo và tu giác ngộ giải thoát đó, cái sức khỏe của Ngài nó phục hồi một cách rất nhanh chóng. Ngài đâu đến nỗi là mỏi mệt đến độ không ngồi đủ sức để giảng bài kinh, mà đây Ngài viện cớ thôi để cho đệ tử của Ngài có cơ hội chia sẻ. Tại sao phải làm như vậy? Là bởi vì nếu mà chờ sau khi Ngài qua đời rồi những người đồ đệ mới bắt đầu được giảng kinh thuyết pháp đó, thì việc giảng đúng, giảng sai, giảng hay, giảng dở, có nghệ thuật không có nghệ thuật, hùng biện không hùng biện, làm sao Ngài chứng kiến để góp ý cho người đó đó đi vào trọng tâm của chánh pháp, giúp cho người nghe có thể đạt được sự giác ngộ. Cho nên chúng ta phải tạo một cơ hội, điều kiện cho thế hệ trẻ, thế hệ đi sau đó đóng góp được những gì chúng ta làm. Đừng bao giờ có quan niệm rằng là họ còn trẻ, họ còn kém, họ không làm nổi, họ làm không thành công. Nếu không có chúng tôi, nếu không có thế hệ ta, thì không ai có thể làm được việc làm. Thái độ và quan niệm này sẽ làm cho cửa ngõ đóng góp của thế hệ đi sau nó bị đóng bít, tiềm năng đó bị mai một, và cái khoảng cách thế hệ nó sẽ dẫn đến một cái gút, tức là cái gút mặc cảm giữa người đi trước và người đi sau. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật đã dạy để phá vỡ các hàng rào sai lầm đó, mà Ngài rất là tuệ giác, yêu cầu Ngài đang nói cho các vị A-la-hán gì cả, để cho thấy là con đường tâm linh của Ngài đó, thấy ai đi theo là có kết quả, có hành trì. Và ngay cả trong cái kiến thức Phật pháp thông thường không, vẫn có thể giúp cho cuộc đời được an vui, chứ phải là người giác ngộ thì mới có thể cứu được đời. Vấn đề của sự cứu đó là nằm ở hành trì. Việc gì làm cho sự hành trì đó đúng là kiến thức chuẩn xác và Phật pháp. Cho nên bản chất của tri thức Phật học đó
là một trong những cửa ngõ rất hiệu quả để giúp cho hành giả đi đúng con đường cần phải đi. Ngài bắt đầu nằm xuống ngay tại chỗ, lấy chiếc đại y gấp lại 4 lần, đắp lên thân chút xíu, rồi nằm theo thế con sư tử nghiêng về phía bên tay phải, chân này chồng lên chân khác trong một tư thế chánh niệm và tỉnh thức cho đến lúc bài kinh đó được kết thúc và ngài ngồi dậy. Có dụng ý đàng hoàng. Nếu như không có cái câu mà kết thúc bài kinh mà ngài ngồi dậy cho biết là có thể là ngài bị bệnh thiệt. Ở đây ngài giả vờ bị bệnh thôi. Cho nên mọi động tịnh cử chỉ nói đến của Như Lai Thế Tôn đều là một bài pháp thoại mà phải giải mã kinh điển bằng cái lớp ý nghĩa biểu tượng triết lý thứ hai, thứ ba, thứ tư, chúng ta mới thấy được điều đó. Còn dựa vào cái đề chỉ trắng, chúng ta sẽ bỏ rơi thì những cái ý nghĩa sâu sắc này. Tôn giả A Nan đã nhận lời chỉ giáo của Như Lai Thế Tôn, chia sẻ những gì mình biết được trên con đường tâm linh mà mình đã đi qua, mặc dầu đang còn là một phàm phu, vẫn được an vui hạnh phúc như những vị đã được giác ngộ và giải thoát. Con đường tâm linh đó gồm có tất cả là 6 bước. Mỗi một bước như vậy có những giá trị thiết lập, mang tính cách là tiền đề để dẫn thể cho cái bước thứ hai nó được thăng tiến ngày càng cao, ngày càng tốt, ngày càng vững chãi để dẫn đến cái kết quả cuối cùng. Tức là nó có cái tiến trình kéo theo. Có được cái này nó mở cửa ngõ cho cái tốt cao hơn, đẹp hơn được diễn ra. Và mỗi một bước đi như vậy nó gần gũi với cuộc sống hàng ngày của mọi người, và người tại gia vẫn có thể thực hiện một cách thành công được. Cho nên học bài kinh này xong rồi đó thì mỗi người cần phải thực hiện nó, mặc dầu đang bận rộn với công việc gia đình, sinh hoạt, làm ăn, mua bán vẫn không bị ảnh hưởng. Bước tâm linh thứ nhất là thành tựu được đời sống đạo đức mà kinh điển Bali gọi là giới hạnh. Chúng tôi mạn phép đổi cái khái niệm giới luật và giới hạnh thành đạo đức đó, vì những lý do khi người ta nói đến giới đó, người ta liên hệ đến những điều khoản, các quy định, các ràng buộc, các khung hình phạt, để làm cho con người có cảm giác là mình bị trói buộc mà đi theo cái quy định đó làm cho mình mỏi mệt lắm, cho nên lâu lâu phá rào, lâu lâu đi cửa sau mà nghĩ rằng nó là một sự thành tựu về đời sống đạo đức, thì không ai có quan điểm và thái độ chống tránh nó và nghĩ rằng nó là một cái năng lực bảo hộ cho mình rất lớn. Đời sống đạo đức được bản kinh nêu ra đó là sự thực hành tất cả những nguyên lý đạo đức được Đức Phật dạy. Đối với người tại gia đó là tam quy và vũ giới. Đối với những người mà tập sự phẩm hạnh của người tu đó là bát quan trai giới. Đối với người xuất gia đó là con đường giải thoát. Cái khuynh hướng tô bồi cho đời sống đạo đức ở mức độ cao hơn, thánh thiện hơn. Sự khác biệt giữa đời sống đạo đức của người tại gia và xuất gia nó nằm ở một giới duy nhất thôi. Đó là đối với tại gia được quyền lập gia thất, một vợ một chồng chung thủy, tức là cái năng lực tính dục vẫn có thể được duy trì để tiếp tục truyền bá giống nòi, kế thừa văn hóa dân tộc quốc gia. Còn đối với người xuất gia đó là chuyển cái năng lượng đó trở thành năng lượng của lòng từ bi để phục vụ một cách là không còn giới hạn trong điều kiện, đối tượng, và do đó cái tấm lòng quảng đại bao dung nó sẽ phủ trùm khắp mọi nơi và mọi chỗ. Nó khác nhau chính yếu là nằm ở chỗ này. Dầu là 250 giới của người xuất gia hay là 350 giới của một vị tỳ kheo ni thì cũng là đặt trên nền tảng hỗ trợ để giúp cho hành giả xuất gia đạt được cái chất liệu thánh thiện nhất, là ở chỗ là chuyển hóa được năng lượng tính dục. Cho nên hành trì tất cả những nguyên tắc đạo đức mà được gọi là giới khoản hay là giới bổn, tức là một tác phẩm quy định về các điều khoản giới luật. Bên cạnh đó là hành giả cần phải đầy đủ các oai nghi,
tức là các cử chỉ đi đứng nằm ngồi, vận động, co duỗi, nói nín, ngủ thức, vân vân, đều luôn luôn được giám sát và bảo hộ. Thì người đó sẽ không bao giờ có những cái hành vi lời nói quát tháo, mặt thì giận dữ, miệng thì la to, mặt mày không đỏ lờm thì tái mét, đi thì như ma rượt đuổi, ăn ngồi thì đứng không yên, tức là trong trạng thái dao động. Tất cả những phản ứng tâm lý về cử chỉ, về hành vi đó là không còn có mặt đối với người được gọi là thành tựu đời sống đạo đức. Đối với người xuất gia đó, thì sự hỗ trợ về oai nghi để dẫn đến sự thành tựu đạo đức đó, nó liên hệ đến các bài kệ tụng. Chỗ đó nó có 4 câu thôi, rất có chiều sâu, vừa tu tập cho bản thân mà vừa tu tập cho tha nhân. Chúng tôi đã có dịp chia sẻ nhiều lần đó, nó theo một công thức. Cái vế đầu đó là một cái vế thực tại, mang tới cách vật lý hữu hình, chúng ta có thể nhìn, rờ, mó, thấy, biết, cảm nhận. Vế thứ hai đó là một cái vế tinh thần, giá trị và nội dung của nó vượt lên trên những cái nội dung của vật chất mà chúng ta chứng kiến. Bản chất của người tu là mong đạt được cái vế thứ hai này. Thí dụ như là khi đi vào nhà vệ sinh, nơi phóng uế, ai cũng cảm thấy là dơ tởm, sợ hãi đó. Nhà Phật là dạy một bài thi kệ rất hay, là mong cho bản thân mình và những người khác bỏ hết những cái dơ uế của lòng tham, lòng sân, lòng si, khi phóng thích những cái dơ uế này ra khỏi cơ thể. Nên là có một số chùa gọi cái nhà vệ sinh đó là nhà khỏe, vào trong đó ra là khỏe liền, thoải mái vì được phóng thích những cái dơ và cặn bã ra khỏi cơ thể. Và tương tự như vậy, khi chúng ta phóng thích cái lòng tham, lòng sân, lòng si, ganh kỵ, hơn thua, hận thù và những cái tâm lý tiêu cực khác ra khỏi cái ngôi nhà thân thể và tâm thức của mình, thì mình khỏe vô cùng, hạnh phúc vô cùng. Đó là một phương pháp quán chiếu đó, dựa vào cái hình thù vật lý của nhà vệ sinh với những cái chất dơ uế phóng thích của cơ thể mình ra, như là một sự chứa đựng ở trong đó, làm cho mình liên tưởng đến vế thứ hai là tâm thức này không có chỗ để chứa đựng những tâm lý tiêu cực, không có chỗ chứa đựng những hành vi tiêu cực, không có chỗ chứa đựng những hạt giống khuynh hướng, những phản ứng, những loại suy nghĩ không có lợi cho con đường đạo đức. Đó là nhờ mỗi một hành động, mỗi một cái tướng đi, mỗi một sự suy nghĩ luôn luôn đi kèm theo một câu kệ với nội dung như vừa nêu, làm cho cái oai nghi tế hạnh của người xuất gia đỉnh đạt, chứng đạt hơn người bình thường. Cái này người đại gia cũng có thể làm được, tại vì mình phải gắn nhớ cái câu nói của Đức Phật, rồi quán tưởng tư duy để dẫn tới sự hành động. Thì lúc đó tâm mình đâu còn thời gian để mà lo cái chuyện lăn sang bên ngoài. Nhờ bám vào cái câu Phật ngôn với phương pháp quán tưởng từ vật lý để dẫn đến một nội dung tinh thần và tâm linh, làm cho hành giả vượt lên trên được những giới hạn thường tình của người tại gia. Nhờ đó các hành giả sẽ thấy được sự nguy hiểm trong các loại nhỏ nhặt, tức là dù là một cái gì đó xấu, lỗi nhỏ không ai biết, nhưng mà người này vẫn ghi nhận nó để vượt qua, không nghĩ lại. Bởi vì sự tập trung của các sai lầm nhỏ sẽ dẫn đến một sự sai lầm lớn, và con người có khuynh hướng bảo hộ nó bằng những quỷ biện, bằng những lời an ủi khác nhau. Nên đây là cái bước đầu tiên. Muốn tiến xa trên con đường tâm linh đó, thì việc thành tựu đời sống đạo đức không thể thiếu được. Bước thứ hai là một bước hỗ trợ, tức là đời sống đạo đức như vậy thì dĩ nhiên nó là một lý tưởng, ai đạt được là có được hạnh phúc, ai đi được là có được ăn vui. Nhưng mà cái thói quen và phản ứng thói quen đó, trải qua nhiều kiếp sống, khi chúng ta tiếp xúc với cuộc đời, ví dụ cám dỗ, nó làm cho mình có khuynh hướng ứng xử một cách có điều kiện và theo khuynh hướng không được tích cực lắm. Thì làm thế nào để vượt qua? Thì lúc đó Ngài A Nan dựa theo lời Phật dạy để dạy cái bước thứ hai, đó là bảo hộ các giác quan.
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Rồi đây là 5-6 cái cửa ngõ của tâm hồn. Bên nhà Phật nó không phải con mắt là cửa ngõ tâm hồn, mỗi một giác quan là cửa ngõ tâm hồn, vì nó là cửa ngõ của nhận thức, đánh giá, quan niệm, thái độ, ứng xử khác nhau. Cho nên phải hết sức là thận trọng giữ gìn nó thì nó mới trở thành phục vụ cho mình. Còn bằng không đó, mình trở thành nô lệ của chúng thì hạnh phúc sẽ mất hết. Phương pháp hộ trì giác quan được Đức Phật nói và chúng ta đã học rất nhiều ở trong kinh Trung Bộ rồi đó, bằng một công thức rất đơn giản nhưng rất hiệu quả, là không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó có tướng chung và tướng riêng của nó. Để ví dụ đối với mắt đó, tướng chung nó là gì? Là chủng loại, màu sắc của chủng loại đó. Thì tướng chung của người phương Tây là cao ráo, da trắng, da vàng, tóc có thể là tóc vàng hay là tóc hay sẫm sẫm, hiếm có tóc đậm. Mũi thì cao lớn. Còn đối với người châu Á, nhất là dòng dấn Mông Cổ như Việt Nam đó, thì cái tướng chung đó là da vàng, mũi tẹt, thấp thấp bé bé. Còn tướng riêng đó là trong cái chung của chủng loại của từng cộng đồng dân tộc, nó có những cái nét riêng không ai giống ai. Thì trong cái thấp thấp bé bé đó, nó có cái bé riêng, nó khác với cái bé của người khác. Thì cái da vàng mũi tẹt, nó không có da vàng nào nó giống 100% cái da vàng của người khác. Nó là mũi tẹt, có những người mũi cũng không đến nỗi nào tẹt lắm, cũng cao nhưng mà không bằng phương Tây. Còn đối với lỗ tai đó thì cái tướng chung đó là âm thanh. Âm thanh con người, âm thanh lời Phật, âm thanh xe cộ, âm thanh của gió thổi máy bay, âm thanh của người nam người nữ, âm thanh dịu dàng, âm thanh giận dữ, bất cứ một thái độ tâm lý nào nó đều được thể hiện qua cái cách thức thể hiện của âm thanh. Và cái người tu tập nó giữ các giác quan là không bám vào tướng chung của âm thanh hay là tướng riêng của âm thanh. Tướng chung thì người ta ít bị chấp trước, và tướng riêng đó nó dễ gây ấn tượng. Nghệ thuật là những cái rất riêng, theo một công thức đặc biệt để tạo ra một sự thu hút về quan niệm thẩm mỹ. Ngày nay tổ chức UNESCO đã khuyến tấn mọi dân tộc trên thế giới này giữ những nét riêng. Bản chất của cái riêng đó không phải nằm ở chỗ là tính cách giá trị của nó, mà nằm ở chỗ là cái khác không có. Cho nên đánh mất gốc rễ văn hóa đó đó thì mất đi một phần sự sống. Bởi vì bản chất văn hóa nó gắn liền với phong tục tập quán và quan niệm cá tính con người, là ngược lại. Cho nên khi các giác quan tiếp xúc vào các đối tượng đó, thì không giữ tướng chung tướng riêng, thì hành giả sẽ chế ngự được các nguyên nhân còn ngay mầm mống có thể làm cho con người rơi vào trạng thái khổ đau và sầu muộn. Tức là ai không có bảo hộ con mắt đó, có thể làm cho con mắt làm cho mình trở nên đau khổ. Chứ tôi có đọc tờ báo, có ông chồng nhỏ tao tâm sự hỏi người phụ trách cái một tình cảm gia đình đó như thế này: tôi có một người vợ rất thích đi du lịch, tháng nào không có đi thử ngoạn cảnh trí cho được chỗ nào bà chịu không được, lương bổng hai vợ chồng thì không nhiều, mà niềm hạnh phúc của bà là được đi. Tôi giận quá và tôi nói với bà: nếu như kỳ này bà đi du lịch á thì bà về đừng ở nhà tôi nữa. Thì bà trả lời: tôi sẵn sàng không ở nhà chứ không thể nào không đi. Anh ta phải bó tay và nhờ tư vấn của những người làm công tác tư vấn gia đình. Cái là niềm hạnh phúc của cô vợ này đó là thấy được cảnh đẹp, phong tục tập quán, văn hóa, lịch sử, khảo cổ, quan cảnh của những nơi mà bà chưa có gì đi qua. Mỗi một lần được đi và là niềm hạnh phúc được dân trào lớn nhất. Trong các tiêu thụ thì con mắt tiêu thụ nhiều nhất đó. Không phải là bao tử đâu, bao tử ăn ngày có ba cử à. Tiền không bao nhiêu chứ con mắt nó ăn là nó ăn từ bạc triệu bạc tỷ không. Ở phải khách sạn 5 sao và loại Bill Clinton ở thì mới cảm thấy hài lòng. Thì cũng để phục vụ cho cái thị hiếu con mắt thôi. Đi du lịch chỉ có mấy ngày thôi tốn đến cả vài ngàn đô, mình ăn cả một năm trời mới bằng cái số tiền đó.
cái ăn của con mắt, nó tiêu thụ con mắt nó lớn lắm, là bởi vì con mắt nó bám vào cái tướng chung của quan cảnh, cái tướng riêng của những cái nét ở đây có chỗ khác không có. Rồi tương tự cái ăn uống tiêu thụ của lỗ tai cũng vậy. Người phải nghe đến nghệ sĩ đó là phải đi cho bằng được, xuất hiện ở chỗ nào là phải có mặt cho nó để nghe, trở thành những tín đồ rất trung thành, tức là bám vào cái tướng riêng, cái giọng hát, cái ngữ điệu, cách luyến lái của ca sĩ đó, mê tích cô liền, mê hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Ai cũng có những nỗi đó, niềm say mê tích cực hoặc là tiêu cực mà thôi. Cho nên ở đây đó, ngài đang nói là chỉ cần thấy rõ được các giác quan có khuynh hướng bám trước và bị hệ lụy, cho nên hãy ngăn chặn nó từ lúc mà nó chưa có manh nha để mình làm chủ được nó. Thì lúc đó cái đời sống giới hạnh đạo đức nó sẽ được dễ dàng lắm, bởi vì sự tiêu thụ nó dẫn đến sự mất phương hướng, và do đó nó có thể dẫn đến những sự quá đà. Bước thứ ba đó là tiết độ trong ăn uống. Đây là một hình thức tiêu thụ thực tế về thực phẩm chắc sắn và những loại giải khát mà chất lỏng. Bài kinh giải đó là các hành giả cần phải khởi lên một ý niệm quan sát về chủ nghĩa tiêu thụ của bản thân, đặt ra với ba tiêu chí thế này: một sản phẩm, dù là món ăn hay là thức uống hay là y phục hoặc là những vật chi dụng ở trong gia đình đó, khi được mua về đó, có phải là để vui đùa thích thú hay không? Cái thứ hai, có phải để mình hưởng thụ nó hay không? Cái thứ ba, có phải để tạo giá trị trang sức và thẩm mỹ hay không? Nếu câu trả lời là không trong ba tình huống, thì chúng ta biết rằng là con người tiêu thụ đó không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, mà chỉ xem vấn đề ăn mặc ngủ chỉ là một phương tiện để tạo dựng sức khỏe, đảm bảo được cái tinh thần minh mẫn để hướng về một đời sống đạo đức, cho sự tu trì được diễn ra một cách đến nơi đến chốn mà thôi. Các hành giả thì Phật giáo luôn luôn được huấn luyện như thế này: người tại gia thì hay khó làm, người tại gia đi đâu du lịch thì phải thưởng thức món ngon hoặc lạ, có tiền mà không xài thì lại thấy uổng, xài mà xài gì vừa thấy không áp phê, cho nên phải xài cho người ta biết rằng là mình là giàu có. Cho nên nó rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, rơi vào sự vui đùa, rơi vào sự trang sức mà. Còn hành giả dù là tại gia xuất gia của Phật giáo đó, thì đi ngược lại, tức là làm thế nào để cho thân thể này có được sức khỏe. Bởi vì tiêu thụ cỡ lắm thì một ngày cũng ba cử thôi, mà mỗi cử ăn chừng hai chén là vừa, chứ ăn mà quá hai chén là bị béo phì, mất hết sắc đẹp. Dù có giàu có mà không có sắc đẹp đó, thì đối với rất nhiều phụ nữ là một nỗi khổ. Béo phì còn dẫn thêm những chứng bệnh di chuyển là chậm chạp, phản ứng không nhanh nhẹn, rồi sức khỏe theo đó bị giảm thiểu nữa. Tôi phải nói ăn nhiều, hưởng thụ nhiều là tốt lắm. Bây giờ người giàu có lại ăn kiêng ở cử nhiều hơn là người nghèo. Như vậy là mục đích của sự sống không phải là để hưởng thụ. Đối với rất nhiều người, ta vẫn nhận chưa được điều đó, mà chỉ để làm vấn đề gì đó có ý nghĩa cho bản thân mình. Nhờ có sự huấn luyện cái khẩu vị, cho nên là hành giả đã không có đam mê vào các cảm giác về khẩu vị, ăn ngon, mặc đẹp, sung sướng nữa. Cho nên là các cảm giác mới, đam mê thích thú về cái này, nó cũng theo đó được chuyển hóa. Cho nên họ sống rất là thông dong, có gì ăn đó, có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, ăn một cách rất là quân bình và hiểu thực phẩm, dược tính của nó, để đưa vào cơ thể những gì cần thiết nhất thôi. Cái này mặc dù rất đơn giản nhưng mà rất là cần thiết cho người tu. Đối với người tại gia cũng vậy, trong sức khỏe và trị liệu đó, ăn uống đóng vai trò 50%. Ai mà bệnh đau xương khớp đó, mà ăn các loại cá biển thì không hết bệnh được. Hoặc là ăn chay mà ăn măng, rồi cà tím, nấm đông cô. Ăn mặn thì ăn những loại có bông, ví dụ như cá nóc, gà, vịt, chất phong, chất độc,
trong những thực phẩm này rất nhiều, cho nên là xương khớp khó có thể hết được lắm. Thì phải giảm sự tiêu thụ những thực phẩm nào nó có chất chua hay là tạo ra axit uric nhiều thì bệnh mới có thể được giảm. Còn bị bệnh gan á, CVB, CVC hay là ung thư mà ngày nào cũng ăn thịt bò là kết bạn với tử thần càng sớm. Rồi ăn chay trường đó, bị gan thì cũng không nên ăn dâu dền và dâu muống, vì hai cái đó có chất sắt cao tương tự như là trong thịt bò. Tức là mình phải hiểu được dược tính của thực phẩm để mình hạn chế được bệnh tật 50% trong chế độ ăn uống này, thì điều trị bệnh mới có thể có kết quả cao nhất của đạo. Còn tin vào bác sĩ 100% là không có những nỗ lực tự thân đó, thì kết quả điều trị sẽ không cao lắm. Bước thứ tư là phải có được ý thức cảnh giác, không phải đối với các gián điệp, điệp viên, mà cảnh giác đối với tâm và sự chướng ngại tạo ra từ tâm của mình. Ở đây Ngài đang đã giải thích rất ngắn gọn. Trong lúc đi kinh hành, hay ngồi, đứng hay nằm, thì tất cả các hành giả đó phải lọc sạch tâm trí của mình khỏi các chướng ngại. Cái công thức này rất đơn giản mà làm rất khó đó. Lọc tâm để cho nó vượt ra khỏi các chướng ngại. Lòng sân là một chướng ngại vì đã tạo ra hận thù, gút mắt. Lòng tham là một chướng ngại vì nó đề cao cái tôi quá lớn, và sự ích kỷ quá nhiều. Lòng si là một chướng ngại vì mê lầm và tâm tối làm cho người đó khó có thể đi thành công trên một con đường tốt đẹp nào đó. Lòng ganh tị là một chướng ngại vì nhịp cầu nối kết sự cảm thông và tình thân thương từ hỷ là bị đóng bít. Nói chung là mỗi một cái tâm lý xấu, mỗi một hành vi tiêu cực chính là một sự chướng ngại. Và làm thế nào để cho tâm của con người được thanh lọc, vì tâm là đạo diễn các hành vi nối kết theo sau. Thanh lọc được tâm thì hành vi sẽ được thuần nhuần. Đối với ban đêm đó, thì ngủ nằm về hướng bên tay phải, ngủ nằm nghiêng. Cái phương pháp ngủ này theo khoa học hiện đại đó, nó tạo ra quá trình trao đổi chất rất tốt, sức khỏe rất đảm bảo, không có bị mộng mị, không có bị tắc nghẽn các mạch máu, vì nó ứng hợp với lại cái quy luật vận hành của vũ trụ. Và trong lúc thức dậy là phải làm thế nào giữ được trạng thái an lành như trong lúc đang ngủ. Cái này Đức Phật đã dạy và Ngài đang đã lặp lại một cách rất là khác với người đời thôi. Trong lúc ngủ á, phải giữ được an lành, và trong thức dậy cũng phải giữ an lành. Cái an lành trong lúc thức phải giống như là an lành trong lúc ngủ. Phần lớn người đời thì trong ngủ khó an lành lắm, vì họ có những mơ tưởng, những dự kiến, những kế hoạch chưa làm được xong đó, nó tạo ra những nỗi lo, những nỗi sầu. Ở đây Đức Phật đã dạy trước khi đi ngủ là người đệ tử Phật phải tu tập thiền quán từ bi, hỷ và xả. Thì bốn năng lực đó là sẽ giúp cho con người giải phóng được những mối lo ở trong đầu, cho nên nhẹ nhàng thảnh thơi. Trong giấc ngủ mà không có mộng mị á, thì khi thức dậy tinh thần sảng khoái vô cùng, dầu ngủ ít vẫn có sức khỏe. Người tu ngủ ít hơn người tại gia vẫn có sức khỏe là bởi vì ít có mộng mị, ít mơ màng chim bao. Ai mộng mị nhiều, mơ màng nhiều, cái năng lượng á, tư duy bị giảm thiểu, bởi vì ý thức là vẫn tiếp tục hoạt động thay vì nó cần phải có thời gian để nghỉ ngơi. Nhờ có chú tâm cảnh giác trong lúc ngủ và thức, thì hành giả sẽ đạt được các cái giá trị tâm linh ở mức độ cao hơn. Bước thứ năm đó là hành giả phải thực hiện được 7 bước diệu pháp, tức là 7 phép màu. Mỗi một phép màu ở đây rất là đơn giản, nhưng mà cái giá trị trị liệu để làm cho tâm linh con người được thăng hoa rất cao. Trước nhất là niềm tin đối với Đức Phật, với 10 đức hạnh mà tất cả mọi người và chúng sanh đều có thể đạt được như Ngài. 10 đức hạnh đó Như Lai là bậc được cuộc đời ca ngợi Thích Thế Tôn, là một bậc đại A-la-hán, là một bậc đại giác ngộ, là một bậc trí tuệ và đạo đức tròn đầy, là một bậc đã vượt qua tất cả những hạn của cuộc đời, là bậc hiểu được bản chất của thế giới,
là người điều phục được những con người khó điều phục là bậc vĩ đại nhất, bậc thầy của cõi trời và loài người. Mà một đức tính như vậy đó tượng trưng cho mọi hành quyền. Ai con người chúng ta đều có thể đạt được điều đó nếu chúng ta cùng thực hành, thực tập như Đức Phật đã làm. Thứ hai đó là có lòng hổ thẹn với xã hội về ba nghiệp ác mà mình có thể làm trong quá khứ hay là đang ở hiện tại. Trong kinh đó, từ ngữ gọi là tàn, tức là hổ thẹn xã hội. Những người có lòng hổ thẹn xã hội là có một sự so sánh đối chiếu mình với người khác, cũng trong một hoàn cảnh khó khăn, nghịch cảnh trái ngang ấy, thế mà có nhiều người vẫn giữ được lương tâm đạo đức. Tại sao mình giữ không được? Cho nên khi mình vi phạm vào điều đó, mình cảm thấy xấu hổ vô cùng với những người khác. Nhờ cái lòng xấu hổ này làm cho mình vượt khó khỏi những tội lỗi do thân, khẩu và ý tạo ra. Ai có xấu hổ xã hội nhiều chừng nào thì người đó đó sẽ biết giữ thân mình nhiều chừng đó, tức là có lòng tự trọng ở mức độ là hướng thượng, không muốn cho người khác quyền rủa mình, chửi bới mình, chỉ trích mình về những điều hư xấu mà mình có thể có. Thì nhờ cái lòng tự trọng về bản ngã mà có người vượt qua được tội lỗi. Tự trọng về bản ngã là một cái xấu về tâm lý, mà trong trường hợp vượt qua cái tiêu cực về hành vi đó, nó có thể được sử dụng như một phương châm. Ai nêu cao sự xấu hổ về phương diện xã hội nhiều đó thì người đó sẽ có cơ hội vượt qua được những thói quen xấu. Thứ ba là có lòng xấu hổ đối với lương tâm, tức là có những việc làm sai trái mặc dù xã hội không biết, người khác không biết, nhưng mà vì là một con người có ý thức cho nên mình cảm thấy là rai rất vô cùng, khó chịu vô cùng. Thái độ rai rất khó chịu đó là làm cho mình phải sống một cách xứng đáng trước một quần chúng cũng như là sau lưng, người biết hay là người không biết, vẫn giữ nguyên cái tính cách thống nhất để làm tốt cho bản thân mình và tạo một hiệu ứng tâm lý tích cực cho những người khác. Tức là mẫu mực, do vì mình cảm thấy lương tâm mình bị dằn xé quá cho nên phải sống làm sao cho nó đáng sống, sống làm sao cho có ý nghĩa. Thứ tư là học rộng hiểu nhiều. Tiêu chí này là điều mà chúng ta cần phải phát huy như là một phương châm của tu học. Có nhiều người cứ hiểu lầm đạo Phật là chủ trương tu hành chứ không cần phải học, từ đó dẫn đến một khuynh hướng là khi theo đạo rồi mà không học cái gì cả. Cuộc đời Đức Phật cũng không rành, những lời dạy của Đức Phật căn bản cũng không biết, các pháp môn tháo gỡ nỗi khổ niềm đau cũng không hay, rồi cứ nghĩ là mình tu mà không biết mình tu cái gì, thì cuối cùng kết quả không có. Để muốn tu rõ ràng thì phải học kinh điển đến nơi đến chốn. Muốn học kinh điển thì mình phải nhờ sự hỗ trợ của người hướng dẫn thông qua các lớp giáo lý, là các buổi giảng đạo như thế này, hoặc là mình có thể tự học ở trên các website hay là học từ bạn bè, vân vân. Thì nhờ có được cái kiến thức rộng rãi về Phật pháp, chúng ta mới hiểu rõ được hết cội nguồn, gốc rễ tại sao Đức Phật dạy pháp môn đó cho đối tượng này mà không cho đối tượng khác. Trong tình huống nào áp dụng pháp môn này thì có kết quả cao nhất. Chúng ta phải rõ rành mạch như vậy thì mới hướng dẫn người khác vượt ra khỏi khổ đau. Bản thân của người học đồng hiểu nhiều khi mà chia sẻ pháp thoại hay là giáo lý đó, không nhận thiết là phải hay, hấp dẫn, vì cái đó liên hệ đến năng khiếu và sự huấn luyện khổ công. Chứ còn chính yếu của một người triển khai chánh pháp là làm thế nào nói đúng lời Phật dạy, nói chuẩn xác cho người ta biết từ tấm ban đầu đi một cách tới nơi đến chốn. Sự học rộng hiểu nhiều được mô tả ở đây đó là bao gồm trước nhất là tích tụ các tinh hoa Phật pháp từ sự truyền thừa giáo dục hay là học ở một vị thầy nào đó. Tức là mình phải tích tập. Khi mà tích tập đó, mình được quyền học ở nhiều vị thầy khác nhau. Vì nhà Phật không bao giờ có sự hẹp hòi buộc chỉ được đến một vị thầy chứ không được đến nhiều vị thầy. Mỗi một vị thầy có một sở trường, có một pháp môn, chúng ta học tinh hoa các vị đó thì chúng ta sẽ thành hội tụ của những điểm đặc sắc, chúng ta sẽ có thể đóng góp rất nhiều lần so với những bậc thầy của chúng ta. Sau đó phải nhớ những tinh hoa này, nhớ một cách chính xác, chuẩn mực,
để khi hành trì không có sai. Đó là điều kiện cần và đủ. Bên cạnh đó đó thì ngài A Nan còn dạy là cái người học rộng hiểu nhiều không phải là chứng tỏ cho mình có kiến thức Phật pháp rộng hơn người khác để chiến thắng người khác trong các cuộc biện luận, mà làm thế nào để thể hiện được một đời sống đạo đức thông qua sự hành trì những kiến thức Phật pháp có được. Người như vậy sẽ có được một năng lực tán dương đạo đức, ca ngợi sự thanh tịnh, tư duy thể nhập một cách có logic để tránh những sai xuất từ cảm tính hay từ thói quen có thể tạo ra. Điều thứ năm đó là tinh tấn dứt các điều ác, tinh tấn làm các việc lành, tinh tấn phát huy những gì chưa có, tinh tấn chấm dứt những gì tiêu cực. Bốn khuynh hướng tinh tấn này sẽ làm cho chúng ta đạt được thành công trong mọi lĩnh vực đang nhắm pháp. Người không có tinh tấn thì không bao giờ làm xong một việc gì. Có tinh tấn sẽ không bao giờ bỏ cuộc nơi chừng giàu nghịch cảnh, chướng tai gai mắt, những điều tiêu cực, các trở ngại, các đối tượng thiếu thiện cảm có thể cản phá, nhưng mà vẫn không thế nào làm chùn bước những người có năng lực tinh tấn. Đặc biệt là phải kiên trì không bao giờ bỏ cuộc với lý tưởng chánh pháp. Đây là điều mà ngài đang nhấn mạnh rất hay. Có nhiều người điều thiện vẫn làm nhưng mà họ bỏ lý tưởng Phật pháp. Sau khi bất mãn, sau khi không hài lòng với một ngôi chùa, với một vị thầy, với một sư cô hay là với một người bạn đạo, hay là chủ nghĩa thần tượng bị sụp đổ, thì họ từ bỏ luôn lý tưởng Phật pháp. Nghĩa là họ đến chùa phải vì Phật pháp, phải vì an vui cho họ, mà vì tình cảm riêng tư, thông qua mối liên hệ với tình nào đó thôi. Cho nên khi cái thần tượng đó không còn như đẹp như họ nghĩ, thì họ sẽ vẫy tay chào với chánh pháp của Đức Phật, thì họ sẽ trở thành nạn nhân của sự thiệt thòi. Điều thứ sáu là phải thực tập chánh niệm, tức là giữ cái ý thức về những điều tốt đẹp nhất, cao thượng nhất, vĩ đại nhất, giá trị nhất, với sự dấn thân đóng góp không có hạn lượng. Chúng ta phải luôn luôn ghi nhớ những điều tốt để cho tâm nó không bị trì mê chìm đắm trong những điều xấu hơn. Và đặc biệt là phải thiết lập cái chánh niệm nó theo một hai khuynh hướng. Thứ nhất là nhớ rõ những việc đã làm tốt và xấu, thì nhớ được việc làm xấu của mình đối với một người nào đó thì mình phải làm mới, sám hối, xin lỗi, cải thiện. Và nhớ một việc làm tốt thì càng phát huy, đừng bao giờ bị thoái thất. Đối tượng nhớ thứ hai đó là nhớ những gì mình đã nói. Đây là điều rất quan trọng, nó thiết lập với cái mối quan hệ thân thuộc trên nền tảng uy tín giữa mình và người khác. Mình nói một đường là một nẻo là mất niềm tin, hứa cuội sau đó không làm mất uy tín, nói trong lúc cảm hứng nó thoải mái nó tha hồ sau đó không làm được gì cả, về sau này không ai tin. Cho nên phải nhớ những gì mình nói để cho giữa là nói về việc làm đó không còn khoảng cách, tức là nói được làm được, làm được thì nói được. Thứ bảy là phải có trí tuệ về sự sống và cái chết. Đạo lý nhà Phật dạy con người rất là thâm thúy. Người ta chỉ quan sát về đời sống của mình thôi, làm sao sống cho hạnh phúc, hưởng thụ thật nhiều. Còn tất cả những cái khác liên hệ đến bệnh tật chết chóc không quan tâm. Cái đây bao hôm có một cư sĩ Thiên Chúa giáo đến gặp chúng tôi sau một biến cố đối với gia đình của ông. Cha của ông có nguyện vọng là trước khi qua đời đó, mong ông thỉnh mời các vị linh mục đến để làm lễ sửa tội. Do vì gia đình ông đi làm việc hết, thì khi trở về nhà thì nhìn thấy người cha đã qua đời rồi. Ông đã lập tức đến ngôi nhà thờ ở trong giáo xứ của mình thỉnh cầu cha đến làm lễ ban phúc. Vị linh mục này đã từ chối. Ông hớn hở vội vã đi đến một ngôi nhà thờ thứ hai. Tới đây vị linh mục cũng từ chối. Không phải các vị linh mục không có nhiệt tình, mà vì theo quan niệm nghi thức của Thiên Chúa giáo đó, phước không thể nào ban cho những người đã chết, chỉ có thể rửa tội cho những người trước khi chết thôi. Cho nên chết rồi là không rửa tội nữa. Ông này buồn quá vì không hiểu được đạo lý của Thiên Chúa giáo nhiều, cho nên ông tức quá, ông tìm đến ngôi chùa
thỉnh mấy thầy tới tụng kinh để cho biết rồi nếu linh mà không đến hả, tôi thấy thỉnh mấy thầy đến rồi làm gì tôi. Ông thỉnh rất nhiều mấy thầy tới tụng kinh hết thời này đến thời nọ. Sau khi chôn xong người cha đó thì ông trùm sứ đạo đó đã đến lập một biên bản và công bố rút phép thông công, tức là chính thức tẩn xuất không thừa nhận người đó là một tín đồ Thiên Chúa giáo rồi. Rút phép thông công là một khung hình phạt nặng nhất. Mà khi một tín đồ nào đó đã không còn thừa nhận là con chiên trong đàn thì cái cơ hội được ban phước và rước về thiên đàng sau khi chết đó là không có. Người ta sợ cái đó cho nên người ta phải ráng theo đạo, ráng đi nhà thờ rất điều đặn, rất quan hoàng. Những người thân quyến rất là buồn tuổi và trách móc ông này, nói là tại vì mày làm sai cho nên cả gia đình đã bị rút phép thông công. Anh buồn quá không biết tâm sự ai. Nhân xem cái băng đối diện cái chết của chúng tôi chia sẻ và chết đi về đâu, nên anh tới anh hỏi. Thì chúng tôi nói trước nhất á, việc làm của anh rất đúng, mặc dù lúc đó anh chưa biết đạo Phật là gì, chỉ vì cái lòng tức thôi. Tại sao các linh mục không linh đặng để làm cái mơ ước của cái người cuối cuộc đời được thực hiện để tạo cho hạnh phúc cho họ? Dựa theo giáo luật của giáo hội thì đâu có giúp đỡ cho người quá cố, cho nên anh ta mới đến với đạo Phật. Nhưng mà nhờ đến với đạo Phật trong tình huống này đó thì cái niềm di chúc cuối cùng đó đã được thực hiện, mặc dầu nó có sự thay thế, thay vì lời kinh Thiên Chúa giáo thì trở thành lời kinh Phật. Sự thay thế ở đây nó trở thành là một thực phẩm ngon hơn, tâm linh tốt hơn, cho nên chắc chắn là cái người ra đi đó, người cha đó sẽ không buồn và cảm thấy rất hạnh phúc vì đã có được người khác chăm sóc cái phần hồn của mình. Cho nên nó tốt cho người cha không bị lận đận trong cái tái sanh do vì không thỏa mãn lời nguyện ước. Cái thứ hai, nó tốt cho cả gia đình anh là vì anh và gia đình đã bị tẩn xuất rút phép tâm công, cho nên anh có cơ hội trở thành Phật tử không sao cả. Khi trở thành Phật tử rồi thì hạnh phúc sẽ lớn hơn, vì Phật tử là con của người giác ngộ. Và tiềm năng lớn hơn nữa, Đức Phật dạy là trở thành Phật tức là trở thành bậc giác ngộ trong tương lai. Còn theo Thiên Chúa giáo là chỉ trở thành hưởng ngang Đức Chúa là hết à, vì bên Đức Chúa là hưởng ngang của Ngài. Đến lúc đó, người ta còn nhồi sọ con người bằng những ngôn ngữ xúc phật hoa, gọi con người là con chiên. Mà con chiên là một con rất là khờ, nó phải có người chăn dắt hướng dẫn hướng đâu đi đó, chứ không có suy nghĩ, không có tính toán, không có tự quyết định được. Muốn biến tất cả mọi tín đồ có tính cách như vậy, nói sao đặt sao nghe vậy thôi, không được quyền đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là tổ phúc, có tội với Chúa. Do vì nỗi sợ hãi đó cho nên người ta lánh nát làm lành. Như vậy cái động cơ lánh nát làm lành không phải là vì tấm lòng từ bi bao la, mà vì sợ bị trừng phạt, cho nên cái quả phúc và giá trị đạo đức của nó thấp kém hơn đối với những người có hiểu được năng lực của lòng từ bi. Cho nên khi trở thành Phật tử rồi, cái cơ hội đó thăng tiến về đạo đức và tâm linh của mình nó cao á, vì cái cửa ngõ nó mở rộng cho mọi người, không phân biệt đối tượng, vị trí xã hội, nam nữ, màu da, sắc tộc, biên cương bờ cõi, ai cũng có được cơ hội đó bình đẳng ngang nhau. Cho nên trí tuệ về cái sống, sự sống và cái chết rất quan trọng. Phải có kiến thức về cái chết thì cái chết sẽ diễn ra không nằm trong tình huống của nỗi sợ hãi. Chúng ta biết rằng nó diễn ra một cách rất là bình thường như một quy luật. Cho nên không nên để những giọt nước mắt nó làm cho cả một gia đình rơi vào tình huống bi lụy, thì kẻ còn lẫn người mất đều bị lận đận khổ đau. Nói như vậy không có nghĩa là đạo Phật dửng dưng trước cái chết. Bạn thấy cái chết có ý nghĩa, đến lúc có những cái chết đó làm cho mình tỉnh thức. Ví dụ như là cơn sóng thần vừa qua cướp đi mạng sống của rất nhiều người vô tội. Nỗi đau cùng cực đó không phải chỉ có những người đó vấp phải, mà những thân nhân còn lại đó phải bị một nỗi ám ảnh lâu dài suốt cuộc đời họ mấy mươi năm. Cái tình thương của cuộc đời bắt đầu được gieo trồng rải rác phủ trùm vượt qua biên cương bờ cõi của tôn giáo, của chính trị, của du miền, đã đến với nhau bằng tấm lòng, bằng trái tim nhân ái, bằng đạo lý từ bi. Trong nỗi khổ niềm đau đó, cái hạt giống từ bi đã được gieo trồng. Sâu sắc hơn nữa, nếu có cái nhìn quán chiếu thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cuộc đời này vô thường,
những điều con người mong mỏi nó đôi lúc nó không được diễn ra. Cái chết có thể đến với tất cả chúng ta bất cứ lúc nào, cho nên á, cho lúc mà còn sống thì ráng làm lành tránh dữ, để khi cái chết diễn ra mình không cần, không còn ăn năn hối hận. Tức là thấy cái chết của người khác đó, thì mình trở nên giác ngộ cho bản thân. Tức là mình thấy sự chết đó như là một bài pháp, như là một pháp tu, như là một cách thiền quán vậy đó. Vừa tạo được lòng từ bi mà vừa hỗ trợ cho sự tu tập của bản thân. Nhờ có trí tuệ về sự sanh và diệt, sống và chết, hành giả sẽ đạt được thánh thể, tức là đạt được cái phần tâm linh ở mức độ cao, dứt được khổ và đạo. Bước tâm linh cuối cùng là bốn tịnh thiền mà chúng ta đã có dịp học ở tuần trước trong bài kinh thứ 52, và nhiều bài kinh trước đó chúng ta không lặp lại ở đây. Tức là hành giả trải qua bốn tầng thiền để đạt được trạng thái giác ngộ và giải thoát. Như vậy là nó có sáu bước để hình thành ra con đường tâm linh. Sáu bước đó rất đơn giản, không đòi hỏi phải là người tu mới làm được, ai cũng có thể làm được hết á. Mà khi người đó làm rồi thì tính cách người đó cũng giống người tu đó, cái đó mới thật sự là xuất gia. Cho nên sự khác nhau giữa người xuất gia và người tại gia không phải là cái chủ nghĩa hình thức đầu tròn áo vuông, dĩ nhiên nó là một phần. Mà khác nhau căn bản là sự huấn luyện và chuyển hóa tâm thức, chuyển hóa cảm xúc, chuyển hóa hành vi trong một chiều hướng có lợi và tích cực. Ai phát huy được những năng lực đó nhiều chừng nào đó thì trở thành những bậc giải thoát an vui nhiều chừng đó. Sau khi trình bày 6 bước tâm linh kết thành hành trình tâm linh, tôn giả A Nan đã khuyến tấn tất cả những người bô lão và những thanh niên của dòng họ Thích Ca hãy thực hành theo. Thì điểm đặc biệt là bài kinh này được giảng dạy không phải là vào ban ngày, hơn 12 giờ khuya. Đây là một trong rất hiếm những bài kinh mà thời điểm giảng thuyết của nó là vào ban đêm, thay vì cái giờ đó là giờ ngủ. Thì chúng ta biết là cái sức hấp dẫn của bài kinh này nó rất lớn, con đường tâm linh nó có một cái năng lực hấp dẫn như vậy, cho nên đã làm cho những người nghe đó về những bước tiến của con đường tâm linh này mà không rơi vào trạng thái là buồn ngủ chán nản, có một vài cái hấp lực. Thì rõ ràng là chúng ta sẽ thấy cái thời gian nó trôi qua giống như là một đơn vị thời gian ngắn nhất, hay là một khải móng tay, một cái tích tắc của đồng hồ là hết. Ở trong kinh Pháp Hoa cũng dạy chúng ta cái năng lực tâm lý đó. Niềm đam mê ở trong con đường chánh pháp sẽ làm cho mình rút ngắn được thời gian. Thì kinh nó có thể rất dài nhưng mà mình thấy không có lâu lắm. Và giờ đó mình mới có đủ cơ hội để tiếp thu hết tinh hoa Phật pháp một cách có nghệ thuật và đảm bảo được lâu dài. Sau khi khuyến mắn xong rồi thì ngài A Nan mới nói đến cái tính giá trị của con đường tâm linh 6 bước này. Tất cả những bậc hữu học, tức là những con người đang còn phải hành trì đạo đức, hành trì thiền quán, hành trì tâm linh để đạt được con đường tâm linh cao nhất đó, sẽ đạt được những giá trị khó có thể nghĩ bàn. Giá trị thứ nhất, ngài A Nan nói giống như cái quả trứng có trống mà không bị hư, chứ không phải là trứng vịt lộn mà trứng hay là trứng gà lộn. Tức là bị thúi, nó coi trống này bị thúi bị chết đi. Mà ở đây nó có một mầm sống nó có thể tạo được sự sống con gà. Cái thứ hai đó là nó có được một cái năng lực để hướng đến sự giác ngộ. Người mà đạt được cái vườn tâm linh này đó có được tuệ giác sáng suốt lắm, không bị mê mờ tâm tối, không bị chao đảo, không bị thay đổi trong các biến thiên thành hạnh suy, hơn thua thành bại tốt xấu ở trong cuộc đời này. Và cái giá trị thứ ba là giải thoát khỏi mọi tai ách ở trong cuộc đời. Thực hiện con đường tâm linh đơn giản như vậy mà thoát khỏi mọi tai ách là bởi vì con người làm chủ được bản thân, làm chủ nhận thức, làm chủ giác quan, làm chủ vận mệnh, dĩ nhiên là làm chủ được hạnh phúc thôi. Tôi giải năng là tiếp tục đưa ra một ví dụ giống như là con gà mái biết nghệ thuật của sự ấp để làm cho các quả trứng gà có trống tạo thành con gà con và đàn gà con. Công việc của con gà mái là thứ nhất là giữ được cái sức nóng ở một mức độ cần thiết
Dĩ nhiên là nó sẽ nằm phủ đôi cánh của nó ra, để bụng và toàn thân của nó tiếp xúc với các quả trứng để truyền cái nhiệt lượng của nó vào trong các quả trứng này, kích thích sự sống. Trong một ngày nó cũng phải đi vệ sinh vài ba lần, tìm thực phẩm để ăn, sau đó tiếp tục ấp, và cái sức nóng đó là tiếp tục được duy trì. Khi sức nóng được duy trì một cách có nghệ thuật đó, thì bước thứ hai là sức sống bắt đầu được nảy mầm với hình thái là các con gà con ở trong một quả trứng. Bản thân của con gà mẹ dầu thương con gà con, các con gà con như thế nào đi nữa, vẫn không bao giờ dùng miệng của nó mổ để cho các gà con trôi ra. Mà bản kinh mô tả đó là tạo một cái năng lực nhiệt nhất định để cho cái mỏ và đôi chân của con gà con trong quả trứng này đủ sức cứng để chọc thủng được cái vỏ phủ trùng ở bên ngoài, ra bên ngoài một cách an toàn. Vấn đề ở chỗ là ra được và ra an toàn. Còn nếu con gà mẹ hỗ trợ cho các gà con ban thành quả cho nó đó, gà mẹ sẽ dùng mỏ mổ vào quả trứng thì dĩ nhiên chỉ trong vòng vài phút thôi là có thể mổ xong, nhưng sau khi mổ xong rồi thì chuyện xảy ra thì không ai biết. Có thể lúc đó con gà bị mù vì cái mỏ của nó có thể mổ trúng ngay hai con mắt, có thể bộ não của con gà con bị hư vì cái mỏ của gà mẹ có thể ghim vào trong mỏ ăn. Cho nên quan trọng nhất là tạo ra một năng lực hỗ trợ để những cái mầm sống trong quả trứng gà trở thành đàn gà con bằng năng lực của chính đạo. Tức là phương pháp giáo dục con đường tâm linh được Ngài A Nan giới thiệu theo những gì Đức Phật dạy đó, là nhằm tạo ra một nguồn năng lực để cho các hành giả tự trở thành một bậc thánh, tự mình vượt ra nỗi khổ niềm đau, tự mình hướng về hạnh phúc, chứ không ai ban tặng hạnh phúc sẵn với một thành quả có được. Dầu có tình cảm thế nào vẫn không thể làm được, dẫu có làm cũng không thể nhận được. Cái hình ảnh này rất ấn tượng. Cha mẹ muốn cho con cái thành công đó, đừng tạo dùng mọi thứ sẵn. Có nhiều bậc cha mẹ thương con cháu dữ quá, giết đi chút, sau khi qua đời đó, toàn bộ gia tài sự nghiệp đó thuộc về quyền kế thừa của đứa con nào đó, và phần lớn là những đứa khốn. Ở đây Đức Phật không dạy như vậy. Đạo Phật dạy ngược lại, là tạo ra cái phương pháp để có kiến thức, tạo ra phương pháp để có nghề nghiệp, tạo ra phương pháp để có được hạnh phúc an vui, hơn là tặng thành quả đó. Cái gì mà người ta tạo ra thì giá trị và sự quý trọng nó mới có, còn nhận sẵn cho không đó là lúc không quý trọng. Ở phương Tây đó, các khóa tu tổ chức phải tốn tiền, muốn tham dự khóa tu phải mua vé đàng hoàng. Không phải vì những người đó không biết bố thí pháp đâu, trong cái nền văn hóa ở phương Tây ấy, cái gì mà tặng biếu không có giá trị, người ta không tôn trọng. Mỗi một cái thời giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó, ở Úc, ở Pháp, ở Anh, ở Mỹ có thể lên đến 30 cho đến 50 ngàn tín giả. Người ta phải thuê cả một sân vận động, một hội trường lớn. Vé được bán trước gần một năm. Mua vé mà trước chừng tháng là không có vé đi vào đâu. Mà vé là từ 300 đô cho đến 500 đô, cao lắm á. Người ta vẫn xung phong đến để nghe, vì ta nghĩ rằng là sự nghe đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị lợi lạc. Và nếu như các khóa tu đó được tổ chức tặng biếu không công quả thì chưa chắc có người ghen. Người ta suy luận như thế này: tiền nào của đó, nghe một bài pháp tốn 500 đô thì giá trị nó phải là 500 lần tâm linh, 500 lần lợi lạc, thế vô vậy. Đây là vị Phật sống nè, cho nên bỏ 500 đô vào nghe xứng đáng vô cùng. Thì giá trị đó nó đã được thay đổi theo cái quan niệm văn hóa phong tục tập quán, làm đạo phải như vậy. Ở Việt Nam tổ chức khóa tu mà tính tiền lấy tiền thì chắc lẽ người ta không đi. Nói ông thầy dùng kinh doanh quá trời. Phải bố thí, ăn tống, cúng dường thôi. Thì quan niệm văn hóa đây nó khác với quan niệm văn hóa phương Tây. Ở Việt Nam á, không vận động, khi ta tu tập rồi ta đạt được kết quả ta cúng sẽ nhiều hơn. Còn ra giá nhiều khi nói một ta trả một, đôi lúc ta còn nói mắc quá, tu gì đâu mà giá tiền mắc quá. Còn để cho ta phát tâm, ta có thể đóng góp 10 lần, 20 lần.
Nó tùy theo cái cách thức mà chúng ta có thể sử dụng nó. Vấn đề ở chỗ đó là mình tạo ra cái tính cách giá trị cho người đang tìm kiếm con đường tâm linh thấy được rằng là sự đi trên nó, nó có được những giá trị và những sự trả giá cho nó bằng những nỗ lực hay là bằng tiền bạc đó, là một cái gì đó rất xứng đáng. Để có được một cái giá trị cao đó thì mình phải trả giá bằng những cái thấp hơn. Cho nên đừng là tiếc nuối mà phải rất quan hệ để tiếp nhận, thì sự tiếp nhận đó sẽ đạt được giá trị cao nhất của đạo. Sau khi nói ba giá trị này xong rồi thì ngài A Nan lại nói là các hành giả đi trên con đường tâm linh đó không chỉ đạt được ở trình đó mà thôi đâu, như là một kết quả tất yếu thôi, thì họ sẽ đạt được ba tự giác vô thượng. Tự giác thứ nhất là thấy rõ được đời sống quá khứ của mình từ đại cương cho đến chi tiết, đề này làm gì, đề trước ra sao, thân phận gì, xã hội vị trí như thế nào, tánh tình tốt hay xấu, nước da đen hay trắng, thấy rõ một không sai không trái. Cái năng lực biết về đời sống quá khứ là một năng lực biết về bản thân trong góc độ lịch sử và những chuyện đã qua. Cái chủ nghĩa kinh nghiệm đặt trên những cái kiến thức quá khứ vì nó là một bài học cho hiện tại và tương lai. Cho nên cái người giác ngộ là cái người phải học được bài học từ bản thân mình, từ quá khứ của mình. Ở trong tiếng Anh chỉ có lịch sử đó gọi là history, nếu mà chê chữ his là sở hữu cách của anh ta, nói chung là con người. Story là câu chuyện của anh, câu chuyện của chị, tức là những chuyện đã qua được gọi là lịch sử. Thì có kiến thức về cái đó đó thì mình sẽ vững chãi hiện tại, vì mình học được những bài học, tránh được những lỗi lầm và đúc kết được những kinh nghiệm của người đi trước, vươn tới phía trước ở một mức độ cao tốt hơn. Tự giác thứ hai mà người đó có thể đạt được là thiên nhãn minh, tức là thấy rõ sự sống và chết của chúng sanh ở trong tương lai sau khi kết thúc mạng sống ở đời này. Tức là họ tái sanh làm người hèn, kẻ sang, người đẹp kẻ xấu, người mập kẻ ốm, người may mắn kẻ bất hạnh, người nước gia này kẻ nước gia nọ, người dân tộc này chủng tộc kia, đều do chính hạnh nghiệp của người đó tạo ra chứ không có thần linh nào can thiệp. Cái tự giác thứ hai này là tự giác về tha nhân ở hiện tại và tương lai, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Còn đây biết mình trong quá khứ và biết người ở tại về tương lai thì trăm việc trăm ăn vui, trăm điều trăm hạnh phúc. Điểm thứ ba là lậu tạng thông, tức là năng lực tối thắng nhất, vĩ đại nhất, quan trọng nhất, vì nó liên hệ đến sự giải thoát khỏi mọi ách phược của bản thân mình ngay đời hiện tại này, không chờ đến cái giây phút nắm mắt lìa đời. Tức là tu theo giờ Phật là làm thế nào để có được ăn vui hiện tại. Họ có nhiều người nói là tôi mong cho tôi được tái sanh Tây Phương Cực Lạc lúc đó mới hưởng được ăn vui, thì uổng lắm à. Ở hiện tại này không được ăn vui mà chờ đến chết mới được ăn vui. Trong khi đó mình ăn vui được hiện tại thì trong tương lai chắc chắn như là một phản ứng kéo theo tất yếu là được ăn vui thôi. Vì nhân ăn vui hiện tại thì quả trong tương lai sẽ phải ăn vui thôi. Lậu tận thông là tấm gương về bản thân mình ở hiện tại. Tấm gương đó cho mình thấy rõ rằng là tất cả những phản ứng thói quen tiêu cực, những năng lực tiêu cực, những thói hư tật xấu, những phiền não nghiệp chướng đã không còn chỗ bám rễ ở trong mảnh đất tâm, đã không còn một dấu vết ở trong dòng cảm xúc, đã không còn một bóng dáng ở trong hành vi, tức là nó sạch trơn, chuyển hóa trọn vẹn và toàn phần. Thì cái đó được gọi là một bậc đầy đủ được tuệ giác và đạo đức, minh hạnh túc. Thì con đường tâm linh là đạt đến trình độ đó. Ai đi trên con đường này thì có được kết quả tương tự giống như nhau. Sau khi nghe xong bài kinh này đó, thì chúng ta thấy có một sự kiện rất bất ngờ. Các vị cư sĩ dòng họ Thích Ca đó thì hơi phản ứng chậm trong việc tán thán. Trong khi đó có một vị Phạm Thiên tên là Đồng Thư Đồng Hình, tức là cái hình thù giống như là một đồng tử, một trẻ thơ, tóc bạc phơ mà tâm tánh là hiền lương nhẹ nhàng như là những đứa trẻ, không u lơ, không lo lắng, không buồn rầu, không danh chấp, không hận thù, mà đứng lên tán thán bằng bốn câu thơ rất có chiều sâu. Với người tin vào giai cấp đó, thì bậc vua chúa là cao thượng hết,
Đối với người tròn đầy được đạo đức và trí tuệ đó, thì người đó được gọi là số một ở trên cuộc đời này. Tức là hai quan điểm về giá trị con người khác nhau. Một quan điểm liên hệ đến văn hóa và tôn giáo Ấn Độ, đánh giá con người trên chủ nghĩa gia tộc và nguồn gốc xuất thân. Người tin vào giai cấp thì vua là cao nhất, không phải là Bà La Môn. Trong khi đó trong truyền thống Bà La Môn ta nói là Bà La Môn là cao nhất, Đức Phật nó ngược lại, vua cao nhất. Bởi vì vua khống chế Bà La Môn, các Bà La Môn phải đi theo khuynh hướng của vua, phục vụ cho vua, mặc dầu họ có thể là quân sư của vua. Cái quyền bính của vua khống chế hết mọi thứ trên cuộc đời. Đó là một lời tuyên bố mang tính cách rất là hiện thực. Còn đối với quan điểm của nhà Phật là giá trị của con người nó ngược lại, không phải là có địa vị chức tước, vị trí xã hội cao, mà ở chỗ đó là có được tuệ giác và đạo đức. Nếu ai có được đạo đức thì người đó có được cái giá trị 50%. Có được tuệ giác thì cũng 50%, mà có luôn cả hai thứ này thì đủ 100%, mới trọn vẹn được con đường tâm linh. Tức là con đường tâm linh cuối cùng kết thúc bài kinh là được định nghĩa là con đường trọn vẹn đạo đức và trí tuệ. Giống như đôi cánh của một con chim, muốn bay cao và bay xa đó phải có đủ cả hai. Cái cánh bên phải là tuệ giác, cánh bên trái là đạo đức. Hai cái hỗ trợ để tạo ra sự luyện và bay của chim, và giúp cho nó đạt đến cái đỉnh hay là mục đích cuối cùng mà nó muốn đến. Sau khi ta ngợi bằng một bài kệ như vậy thì vị Phạm Thiên này là cao hứng hơn nữa, bắt đầu ca, tức là phổ nhạc luôn, tức cảnh sanh tình tạo ra một bài nhạc du dương trầm bổng, ca ngợi liền tại chỗ. Ở đây chúng ta đã thấy là trong kinh Tạng Pali là nó bắt đầu có một cái dấu ấn mới đó, mà tạo ra một cái bước chuyển tiếp đó, là ca ngợi chân lý, ca ngợi chánh pháp bằng lời ca tiếng hát của mình. Nó không còn là cái điều chướng ngại thánh đạo nữa, vì cái giá trị của sự ca nó nằm ở cái nội dung của ca từ. Bản thân của lời ca tiếng hát đó, chưa có thể nói là tốt hay là xấu. Nếu nó là lời ca thất tình làm cho người buồn đau, nếu là lời ca yêu thương thì làm cho người bị vướng lị, nếu là lời ca về đạo đức đó, thì làm cho người thánh cao thôi. Cho nên là Phạm Thiên này đã dùng lời ca để tán dương. Con đường hành trình tâm linh gồm có 6 bước được tôn giả A Nan trình bày. Thì sau khi ca cái bài kể đó rồi đó, thì lúc đó đó dòng họ Thích Ca mới vui mừng hoan nghỉ hành trì theo. Thế cái niềm tin vẫn chưa có mạnh lắm, bởi vì thân quyến mà A Nan là dòng họ Thích Ca, Đức Phật cũng dòng họ Thích Ca. Nhiều khi bụng nhà không linh, họ chỉ nghĩ ông Phật với A Nan mang lại cho họ cái phước thôi. Cho nên khai giảng cái giảng đường lớn đó, để tạo công việc làm cho giảng đường đó, cái phước, cái uy tín của Đức Phật thôi, chứ phải là để tìm cơ hội học hỏi được gì ở từ sự giảng dạy của Đức Phật. Thì ta thấy cái mục đích là khác nhau. Mặc dù họ nói ra, họ chỉ trình bày đơn giản là mong Như Lai Thế Tôn hãy tùy nghi sử dụng, nhưng mà xin Ngài khai trương cái giảng đường này đầu tiên để chúng con được phước báo. Chứ họ phải nói là xin Ngài giảng pháp tại giảng đường này để cho chúng con và những người khác được lợi lạc. Cái quan niệm và động cơ trong việc làm lành đó, nó tạo ra hệ giá trị khác nhau. Tâm hướng về ăn vui đó thì quả phúc đạt về ăn vui. Tâm hướng về cái phước báo thì cái quả sẽ về phước báo. Còn tâm hướng về con đường giải thoát đó thì cái kết quả của nó sẽ bù đắp cho con đường tâm linh này. Cho nên họ chậm phấn là gì? Vì cái mục đích của họ đến là phải để nghe pháp đâu. Họ đến để được Như Lai sử dụng hội trường, họ đến để gieo trồng phước báo. Mà không ngờ Như Lai đã yêu cầu A Nan giảng pháp, mà vào lúc giữa khuya, trong kinh đó là hơn 12 giờ khuya, họ phải cắn răng mà ngồi để nghe thôi. Lúc đầu có thể ngồi hơi mỏi mệt, rồi sau đó là thấy tâm đắc, con đường tâm linh này nó thấy hấp dẫn quá, lạ quá, đơn giản quá mà lại hay quá. Cho nên họ đã vượt qua hết tất cả sự mỏi mệt, và cuối cùng là đã thực hành một cách tình nguyện. Đó là thông điệp chính của bản kinh này. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại,
các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827. Email buddhismtodayanc@yahoo.com, thích nhật từ a@yahoo.com, website http://buddhismtoday.com, http://tusachphathoc.com.